có một cái này, đây này, này cái mới lên đi mẹ ơi. Là miếng này nè, miếng hàng được không? Sợi dai luôn rồi. Ờ thôi lên. Nhưng con này mình thích cho nè. Được hả? Được. Thank you.
bạn ơi, đây là một cái khung cảnh biển nè. Đó, biển đẹp ghê chưa. Mình xem mình nó hơi giật nha. Các bạn thông cảm nha, tại vì những hơi giật, nó giật quá. Đường nó gồ ghề quá. Bye bye.